Đây là chương trình văn nghệ karaoke tại nhà anh Sinh và chị Liên. Sau khi ăn no xong, ăn no quá phải đứng đi. Chọn cho chị một bài. Chúng mình ca chung với chị Liên đi cho vui. Hát nhỏ nhỏ. Không, chú sẽ hát nhỏ nhỏ trước, hát nhỏ nhỏ trước. Thôi vậy cho mình nghe hay đó, đừng có lo. Tại vì cái máy ảnh mua, cái loa ảnh mua đắt tiền lắm á, micro này là để cho lập tiếng cho mình. Cái này đồ tốt mà. Cái này nó hát nó lọc mình tiếng hát. Dạ. Nó đắt tiền nhưng mà cái mixer này còn có cũ rồi chứ đâu. Cái này mà ra ngoài tiệm Ý này mua 170. Họ nó 170 đắt quá, thấy không dám mua. Thì có internet nó bán rẻ. 17 ra. Ở bên internet là mua. Ủa của ai trước? Của chị trước không? Để cho chị trước. 17 chị chọn đó hả? 17 điện trù xa cá bạc. Ủa của chị, của Thúy rồi. Cô cái là cô Lâm Dường nhá. Thank you.
chia tay nữa là không có người đi định cư nước khác nữa. Nghìn trùng xa cách quá. 20 đâu có đâu. Có. Công nhận không? Không có 20. Suối tóc. Về 18 hay sao 19 rồi? 19 rồi. Suối tóc. Suối tóc. Đừng lại đó. Nghìn trùng xa cách. Thôi tờ. Nổi lòng người đi với ra hả? Bản ai đó mà. Anh mới đi cái bài gì anh mở bài số 1 đi. Anh em. Hay là suối tóc cũng hay. Thôi tơ cũng hay.